chào cô chú anh chị đã trở lại xem kênh của em nha. Buổi chiều mới lên game, mới lên đèn á là mấy anh uống tài nha cả nhà. Mà mấy anh câu có mồi mực á thì khi làm lưới. Hai còn đánh mạnh nha cả nhà. Chưa có mực chín con nào cả nhà. Tài tăng quá. Thôi. Chua quá. Chua là chua quá. Mới chiều không có, nay không có mực nha cả nhà. Quay quay đông đông. Cá gì hết biết rồi đâu rồi. Trời ơi. Ở dưới mấy cái giỏ. Lát. Lát à đó. Bảy kết có xẻ luôn, xin ông con hay con nãy xin ông con hay con hả, để sáng em coi đủ mồi không, để sáng em coi cái đủ mồi không, có thằng đạt lì tư tế
ba người. Xong lưới là như cả nhà. Thấy mới có ngang chạy tưởng tượng nhiều, mới nhiều mấy chục cá thôi. Thì có hai người nữa mà thấy đông ghê không cả nhà, cũng chín người á, tại công luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
để con mới. Đâu cá đâu, cá của Huy đâu. Hình không ý luôn. Hồi nốt hả, nốt của họ à. Con muốn bự luôn. Tả là cái cá gì chưa? Dây cái bách chưa? Chiều câu bò trả lại. Đâu hay quá cậu ơi. Hai cá bò vậy hả? Ở đây đi, hai cá bò đó. Thôi thôi, khỏe. Cá câu bán mà hồi nãy bán cá ghe xong rồi mấy anh lăn xăng tới cá câu rồi xong mấy anh tắm lửa nghỉ như thế nè. Chiều quá chiều mới kéo được. Hú hồn lùng lùng hết hồn. Cả nhà ơi, cá bò này cả nhà ơi. Nè. 50.000 ký. Chúng ta được hai cơ đó. Bao nữa hả nhà? Lấy đồ ăn sữa sạn cơm sáng nha cả nhà. Hồi mấy anh cộng tiền bán cá câu hay được nhiêu quá. Quay lại. Lá rồi sắn dây mũ xanh như cả nhà đi. Cọp dây mũ xanh thế lá dây mũ xanh này cả nhà cũng chịu quá bốn mảng luôn. Bữa nay sáng nữa là mới hết sáng hết sáng trà nữa rồi tới tăng lắm mới dậm thêm. Tức là mình chạy mình đi cắn trà cái lỗi lê dù nha, mình cắn cái lỗi cả nhà. Làm đồ ăn cả nhà ơi. Nãy giờ mới bắt được cơm. Tới trà là nghe cả nhà. Mấy anh giờ chia tiền câu nè. Có ai 20 không cho mượn đi. Giữ ta. Đưa ông mẹ đi. Vậy. Rồi 10.000 không có ai nữa, 20 rồi. Có 20 à. Hãng hỏi chia anh Thanh sao rồi thiếu rồi anh Thanh đi. Huy được nhiêu Huy? Coi kìa. Con này lên ôm để nó dạ, dạ, dạ đưa cái thiếu lại cái anh ghi sổ nữa gom lại tả cho anh. Được bạc gì? Hà được nhiêu? 700 triệu 3.
Thúng đi. Còn quẹt mình ăn cái cá gì đó. Chơi chơi trên sâm nữa hả? Không có ba rồi. Ba rồi. Con câu 20 triệu. Chú ba. Có gì? Con câu gì 20 triệu. Ông chú ba, ông chú bốn. Em thiếu 20 á, để mốt cũng gửi lại cho nghe. Tôi như thiếu anh á. Anh chia tiền xong là ăn cơm, là ngủ dắt thưa vậy kéo cá bò ăn cả nhà. À, chuẩn bị ăn cơm luôn em. Mới nèo lại tắm. Đây, Dương Ba chưa tắm xong. Lấy tiền chưa Dương Ba? Dây. Lấy tiền chưa? Chưa. Vô rồi mấy anh ăn lạc, mấy anh ăn tước rồi, mâm mình ăn sao nghe cả nhà, không ăn mặn nè, sao. Mày bực ngang thì nha. Mình không có nhỏ đi nha. Trời ổng mình chín. Cái nhỏ nhỏ đó đi. Trời ơi, trời ơi. Trời mày cũng làm chương chương vài ly cái giá nữa. Ờ, quẹt mày. Quay lên nó tự quay cái gì đó. Ừ. Cầm luôn. Hả? Không uống. Mời cả nhà nghe cả nhà. Ai Quy mày uống mày đưa tao luôn Quy. Có cái chén đó để cho người nóng nóng nè. Hết rồi. Vô bực ra đấy. Ông nấu không xuống núi nữa ta. Rồi hả? Ở bên này gồng túi nè. Tao anh xót luộc. Anh chịu không nổi. Mới đâu ly đủ thuốc. Dòng sau đi. Mới nốt liều thuốc, dòng sau đi. Ăn cơm xong mấy anh không có cá câu mấy anh lên tước mấy anh ngồi chơi cả nhà đi. Anh ăn mặn ăn sao đi, vô, đi. Mày chiến đâu lụng mày nấu rồi thôi kết thúc video tại đây nha cả nhà. Ăn cơm làm ít lây liệm ăn cơm. Em cảm ơn cả nhà nhiều nha.